Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt TV. Tiếp theo sau đây là các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí. Thưa quý vị, Hoa Kỳ rút 60% nhân viên tòa đại sứ khỏi Cuba. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 9 ra lệnh cho 60% nhân viên rời khỏi tòa đại sứ tại Havana vì những cuộc tấn công bí ẩn bằng sóng âm thanh nhắm vào các nhà ngoại giao tại đó. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cảnh cáo du khách về một số vụ tấn công xảy ra tại các khách sạn ở Cuba. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Cuba sẽ dừng xét đơn xin visa và đưa ra một cảnh cáo du hành mới. Các giới chức chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ nói với hãng thông tấn Reuters hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang soạn thảo một kế hoạch để rút bớt nhân viên khỏi tòa đại sứ ở Havana nhằm đáp ứng với những sự việc chưa được giải thích, khiến cho một số nhà ngoại giao bị tổn hại sức khỏe. Các giới chức cho biết 21 nhà ngoại giao và người trong gia đình họ đã gặp những vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên do như mất thính giác, chóng mặt và buồn nôn. Nhiều nhà ngoại giao Canada cũng gặp tình trạng này ở Cuba. Thưa quý vị, Thượng viện thất vọng về thuyết trình Twitter. Thành viên cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện nói rằng, một buổi thuyết trình không công khai của các giám đốc công ty truyền thông xã hội khổng lồ Twitter là hết sức thất vọng. Nghị sĩ Mark Warner của Virginia đã nói, công ty Twitter dường như đã không hiểu được mức độ nghiêm túc của cuộc điều tra do Ủy ban của ông tiến hành, nhắm vào sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ủy ban đang tìm hiểu xem Twitter và Facebook đã được người Nga sử dụng như thế nào để gieo rắc thông tin sai lệch và tuyên truyền trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Twitter cho biết họ đã đình chỉ 22 chức mục có liên quan đến vụ loan tin giả, đưa ra những vấn đề gây chia rẽ về xã hội và chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều chức mục được cho là của hãng truyền hình nhà nước Nga RT. Theo Twitter, thì RT đã chi hơn 274.000 Mỹ Kim cho những quảng cáo nhắm vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2016. Bắc Hàn nói không tra tấn sinh viên Wambier. Chính phủ Bình Nhưỡng cam đoan rằng sinh viên người Hoa Kỳ Otto Wambier đã không bị tra tấn trong suốt thời gian bị giam 17 tháng tại Bắc Hàn. Lời tuyên bố đưa ra một ngày sau khi một nhân viên điều tra ở tiểu bang Ohio cho biết anh Wambier chết vì thiếu oxygen và máu đến não do một thương tích không rõ. Anh Wambier bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai vì lấy trộm một bích chương tuyên truyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Sinh viên Đại học Virginia đã bị Bắc Hàn bắt giữ từ tháng 1 năm 2016 cho đến khi được thả ra vào ngày 15 tháng 5. Anh Wambier qua đời vài ngày sau khi về đến Hoa Kỳ và cha mẹ anh nói rằng con trai họ đã bị tra tấn trong nhà tù ở Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói Bình Nhưỡng đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho anh Wambier bất chấp những hành động thù địch chống lại đất nước này và tuyên bố rằng tra tấn là sự vu khống nhằm mục đích chống lại Bắc Hàn. Tổng thống Donald Trump nói rằng các ông bầu NFL sợ cầu thủ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã nói, ông tin rằng các ông bầu của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia NFL sợ các cầu thủ của họ. Đây là lời chỉ trích mới nhất của ông Trump về các cầu thủ NFL đã quỳ một gối để phản đối sự phân biệt chủng tộc khi chào cờ trước các trận đấu. Vị Tổng thống Cộng hòa nói với chương trình Fox and Friends vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 9 rằng ông là bạn với nhiều chủ nhân của đội bóng NFL và họ đang lúng túng về cách giải quyết tình trạng này. Ông Trump không nêu tên bất cứ người bạn nào. Hầu hết chủ nhân của các đội bóng đều là người da trắng, trong khi phần lớn các cầu thủ NFL là người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Tổng thống Hoa Kỳ đã lên án hành động biểu tình vào hôm thứ Sáu tuần trước, nói rằng bất cứ cầu thủ nào phản đối đều phải bị sa thải và kêu gọi tẩy chay các trận đấu của NFL. Cuộc tấn công bằng lời nói này làm vừa lòng khối cử tri bảo thủ của ông Trump, nhưng đã gây ra một cơn bão chỉ trích. Thưa quý vị, O.J. Simpson đủ điều kiện được thả vào ngày 1 tháng 10. Sau khi được ân xá vào tháng 7, O.J. Simpson có thể được phóng thích sớm nhất là vào ngày 1 tháng 10 từ nhà tù ở tiểu bang Nevada. Ông đã ở tù 9 năm sau khi thực hiện một vụ cướp có vũ trang để đoạt lại những kỷ vật thể thao của chính mình tại một khách sạn ở Las Vegas vào năm 2007. Tháng 7 vừa qua, Hội đồng Ân xá của tiểu bang Nevada gồm 4 thành viên đã bỏ phiếu đồng thuận thông qua việc trả tự do cho cựu ngôi sao của Liên đoàn Banh bầu dục Quốc gia NFL. O.J. Simpson, 70 tuổi, giờ đây được nhớ đến nhiều nhất với tư cách là bị cáo trong một phiên xử giết hai người gây chấn động toàn Hoa Kỳ cách đây 2 thập niên. Giải thích về quyết định ân xá, hội đồng cho rằng ông đã ở tù tối thiểu 9 năm trong bản án 33 năm của ông vào ngày 1 tháng 10 và ông đã tuân thủ các quy định trong tù, không bị kết án trước đó, cũng như không đặt ra nguy cơ an toàn đối với công chúng. Thưa quý vị, có thêm người bị thương do đá lở tại Yosemite.
các nhân viên của Lâm viên Quốc gia Yosemite đã phải đổi hướng một số con đường ở chân ngọn núi đá El Capitan sau khi một loạt vụ đá lở trong hai ngày qua đã làm cho một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương. Vụ đá lở mới nhất xảy ra lúc 3 giờ 20 phút vào chiều thứ Năm ngày 28 tháng 9. Người bị thương đó là ông Jim Evans đã được trực thăng chở vào bệnh viện địa phương. Vợ ông đó là bà Rachel Evans cho biết, ông đang lái xe qua Yosemite thì trông thấy một đám khói lớn. Đá vụn làm vỡ cửa mặt trời trên nóc xe và rơi xuống đầu ông Jim, khiến cho ông chảy nhiều máu. Trước đó, vào hôm thứ Tư, có ít nhất là 7 vụ đá lở xảy ra tại núi đá El Capitan. Trong vụ đầu tiên, có khoảng 1.300 tấn đá hoa cương đã đổ xuống một con đường mòn được nhiều người ưa thích, giết chết một người lên núi, người Anh, và làm cho vợ ông ta bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định đó là ông Andrew Foster, 32 tuổi, đến từ xứ Wales. Nổ súng ở Salt Lake City, nghi can thiệt mạng. Cảnh sát Salt Lake City cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng và hai cảnh sát viên bị thương sau một vụ nổ súng vào chiều thứ Năm ngày 28 tháng 9 tại một trạm xăng Maverick. Vụ nổ súng diễn ra vào lúc khoảng 4 giờ chiều trong bãi đậu xe của trạm xăng Maverick ở 300 South và 508 East. Theo thám tử Robert Ulrich thuộc sở cảnh sát Salt Lake City, hai cảnh sát viên liên quan đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Ông Ulrich nói rằng các viên chức đã đáp ứng một cuộc gọi có kẻ xâm nhập gia cư và sau đó một cuộc ẩu đả xảy ra. Nghi can xâm nhập gia cư là người đàn ông đã chết tại hiện trường. Ông Ulrich nói không biết người đàn ông thiệt mạng có vũ khí hay không. Giao lộ 300 South và 500 East bị phong tỏa hoàn toàn, khiến xe cộ bị chặn ở mọi hướng. Sở cảnh sát thành phố West Valley được kêu gọi điều tra vụ nổ súng. Bản tin tiếp theo có liên quan đến vụ việc vào lâm viên quốc gia miễn phí vào cuối tuần này. Thưa quý vị, chuyến đi chơi ngoài trời của nhiều gia đình sẽ trở nên gần như miễn phí trong dịp cuối tuần này. Cơ quan Lâm viên Quốc gia Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Đất Công Quốc gia bằng cách cho người dân vào cửa miễn phí tại tất cả hơn 400 lâm viên quốc gia. Lệ phí vào cửa sẽ được miễn, nhưng du khách sẽ vẫn phải trả tiền cho những khoản phụ như là giữ chỗ, đất cắm trại hoặc là chuyến đi theo tour. Và nếu quý vị có ý định đi thăm một lâm viên quốc gia vào cuối tuần này, hãy đến đó thật sớm để tránh đám đông. Các lâm viên quốc gia Hoa Kỳ đã ghi nhận số khách viếng thăm tăng vọt, với một số lâm viên có số khách tăng 60% so với 10 năm trước. Các giới chức đang cân nhắc về việc đòi hỏi du khách phải giữ chỗ trước tại những lâm viên có nhiều người thăm nhất để hạn chế số người và tác động về môi trường. Nếu quý vị không đi thăm một lâm viên quốc gia vào cuối tuần này, cơ hội miễn phí kế tiếp sẽ là vào tháng 11 nhân dịp lễ cựu chiến binh. Giới thiệu phim mới Battle of the Sexes. Cuộc chiến giành nữ quyền đã diễn ra khắp nơi và cũng đã được trình bày trong câu chuyện của bộ phim mới Battle of the Sexes. Chuyện phim nói về trận đấu quần vợt mang ý nghĩa lịch sử đáng nhớ tại Texas giữa nam vận động viên Bobby Riggs và nữ vận động viên Billie Jean King vào năm 1973. Trận đấu còn được biệt danh cuộc chiến giữa hai giới tính. Trong phim, nữ tài tử Emma Stone đóng vai Billie Jean King và nam tài tử Steve Carell đóng vai Bobby Riggs. Theo tài tử Steve Carell thì Bobby Riggs chịu giao đấu trận này là vì muốn có đông khán giả theo dõi mình, chứ không phải muốn khuyến khích cải cách xã hội. Emma Stone thì cho biết đây là lần đầu tiên đóng phim mà cô phải để ý đến sức khỏe và vóc dáng nhiều như vậy. Cô cũng cho rằng mục đích của vận động viên Billie Jean King khi đấu trận quần vợt này là để thay đổi định kiến xã hội coi thường nữ giới vào những năm 1970. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 30 tháng 9 cùng với Thiền Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời nhiều mây, âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 59, thấp nhất vào ban đêm là 48 độ. Gió đông bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. New York trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 69, thấp nhất vào ban đêm là 54 độ. Gió bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Philadelphia trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 69, thấp nhất vào ban đêm là 49 độ. Gió bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thủ đô Washington DC trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70, thấp nhất vào ban đêm là 50 độ. Gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Miami trời tiếp tục mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85, thấp nhất vào ban đêm là 76 độ. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo 50% mưa kèm theo dông và sấm sét. Orlando trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84, thấp nhất vào ban đêm là 74 độ.
gió đông bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo có 30% mưa rải rác kèm theo dông và sấm sét. Tampa trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 89, thấp nhất vào ban đêm là 75 độ, gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Chuyển sang khu vực Houston và Dallas, tại thành phố Houston trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90, thấp nhất vào ban đêm là 70 độ, gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Dallas trời nắng nhẹ và mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85, thấp nhất vào ban đêm là 63 độ, gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Sacramento trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ, gió tây bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. San Jose trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 79, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ, gió tây bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Los Angeles trời trong xanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84, thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió đông nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. San Diego trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 76, thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.